Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo vượt thời đại rồi. Chúc cho đều tốt đẹp nhất sư luôn đến với anh em nha. Ôi giời, mấy bữa nay hơi khá bận anh em à. Nói chung là mấy con cọp với mấy trái chuối hột nó giật quá nên thành ra cũng hơi lung bu. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video về bậc chiến. À, như anh em có thể biết hay. Bậc chiến ở trong đây thì mình đã cộng tới tới cái level này rồi, là mình phải có cái chiến hồn chí tôn anh em ạ. Và cái chiến hồn chí tôn này nếu anh em nào mà không để ý thì nó có trong shop điểm nữa nha, có trong shop điểm và shop shop của Gui đấy, à tìm Gui đấy là nó có luôn nha. Đây anh em, chiến hồn chí tôn cũng nằm trong đây và ở trong cái shop Gui thì nó cũng có luôn. Anh em nào không để ý thì để ý nha, để mà mua, nhiều khi anh em không biết này, không để ý đấy nè. Đó anh em thấy không, từng mình mua được hai lần anh em ạ, hai cái đó. Ok, và mình sẽ lên thử cái bậc đó, xem thử là nó như thế nào anh em ạ. Tại mình cũng chưa biết cái cảm giác đó luôn đấy. Và anh em thấy gì không, có cộng long anh em. Hồi sáng là mình quất con boss thế giới là được cộng long. Và cái đấy nói chung là 4 tháng nay lần đầu tiên mà mình lụm được cộng long từ con boss thế giới anh em. Cái nói con boss thế giới là một trong những con boss mà nó sản xuất ra một lượng gác khiếp nhất ở trên game đúng không? Ok. À, mà xíu nữa mình sẽ ghép nó luôn thử anh em, thử coi thời tới không. Nói chung là ghép ra đồ để mà ghép ra cánh để mà mình chuyển điểm thôi. Nói chung là càng lên cao thì cái việc mà thiếu điểm nó quá nhiều anh em ạ, đúng không, nó khá nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái bậc này thử coi nó lực chiến nó tăng như thế nào hay là như thế nào anh em ạ. Ok, mở ra thì nó để một cái khung nhìn khá là hấp dẫn anh em ạ. Chúc mừng dũng sĩ đã đạt bậc thánh tướng. Ghê gớm. Mở khóa thiên phú mới à, uy áp bất khả rung động, kinh kinh. Nghe cái từ bất khả rung động à, nghe ớn hàng anh em ạ. Đấy, phải lên được nhiều à, lên được hai, thêm 22k nữa này mà. À, xong rồi nếu qua tới tầng này bắt đầu là thêm cái khác nữa. À, cái này hay phết anh em. Ngon à. Mình có sẵn một mớ cái màu xanh để mà mình lên luôn anh em ạ. Đù, cái này lên cũng nhiều ha. Nói chung là game càng ngày thì nó ra nhiều trò càng hay anh em ạ. Nhiều cái để mà mình có thể up lực chiến ngon lành luôn. Đấy. Lên đã đời không? À, tính ra lên được một mớ chứ ha. Rồi, tới 15 cái anh em ạ. Tiếp tục tới cái này là phải 15 cái. À, 15 cái chiến hồn chí tôm này. Cái bộ hơi bị lâu à, hơi lâu à, để coi qua cái phần thiên phú rồi nó có cái gì à? À, ở trong đây thì nó không có thay đổi gì anh em ạ, không, nó không có thay đổi gì cả, đúng không? Ok đúng rồi, không thấy thay đổi gì cả, nó chỉ thay đổi ở trong cái phần đó thôi anh em ạ. À, lên được một tí lực chiến, ngon lành. Ok. Cái đó là về vấn đề bậc chiến anh em. Nếu anh em nào chưa biết thì mình hay là chưa có lên á thì mình đã lên cho anh em xem khúc đó rồi đó. Ok, còn bây giờ mình sẽ đến với một trong những pha phải nói là khá là mạo hiểm ở trên game. Đó là đi ghép cánh anh em ạ. Coi còn cái win 1 nào không, đù còn win 2 không ta. À, lý ra mình phải có mua cái win 1 mới đúng. Chả, ok, để mình chuyển qua mặt lon, mình đưa lên cái win 1 thôi. Khá là dễ anh em ạ. À, đổi nhân vật à. Mặt lon bên mình thì khá là nhiều cánh. Nói chung là khá nhiều cánh. Mặt lon khá nhiều cánh anh em ạ. Ok, để coi cạc này có cái win nào không nha. Hiện tại là chưa có cái winner luôn anh em à. Ok, để mình ghép thử coi. Ghép thử hiện tại mình có tới 5 viên, 6 viên. 6 viên pha lê không khóa luôn anh em à. Và mình sẽ kiếm đồ để mình húp, mình ghép một cái cánh cho nó điều chuyển qua gạt lớn nha. Để mà ghép cái cánh đời 2 đó anh em ạ. Ok. Mua lại nhiều quá. Nhiều khi ghép nó ra cắm xịn nữa anh em ạ. Ok, ghép này.
nó hay gây cánh xịn lắm. Tới chừng mình cần cánh cùi thì nó méo có à, khổ vậy anh em thấy chưa, nó lại gây cánh đó rồi. Cánh đó thì mình húp nó hơi mắc quá, nó phải màu xanh lam á. Trời ơi, đi bài luôn em à. Mẹ nè, được rồi, lúc cần cái dở thì nó không có đâu nha anh em. Mẹ nè, tới chừng mà không cần thì nó lại đầy cái dở. Ok, không lẽ bốn viên mà không có cái nào dở sao? Không tin đấy. Đấy, cái này dở chắc. Ờ, nó ra tím luôn anh em ơi. Ôi rồi ơi, à cái cánh là nãy là ra tím, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, quên nữa, tại vì ghép 8 lần mà, vậy là khả năng lần này nó sẽ ra dỏm thôi. Mua tiếp rồi, mua hết server luôn. Hết đồ trong server luôn em à. Cung thủ nè, kiên trì mua nè. Ok, ghép tiếp nè, còn tới 3 viên là mình méo tin là nó không có ra cánh lõm á. Ủa à, mới 95 mà anh em ạ. Ghép nè, ok rồi, vậy là mình có một cái cánh lõm rồi, ngon lành. Bây giờ mình phải treo lên thôi, đấu giá nè, treo vui nè. Ok, để làm nhanh luôn cho nó nóng anh em ạ. Làm nhanh luôn cho nó nóng à, nên mình sẽ húp luôn, chứ không thì thường mình đấu giá à. Thường mình đấu giá đúng không, thường mình đấu giá, nhưng mà đấu giá là chờ hơi lâu, thôi lỡ mình vô mình húp luôn à, húp 5k luôn à, húp 5k luôn, để mình à, ra mình ghép cho anh em xem cái win 2 đó, thử coi nó lên được gì anh em ạ. Ok, kiên trì mua, phải thì lỗ một mớ luôn anh em ạ. Phải thì lỗ một mớ luôn đấy. Nếu mà không có gì thay đổi thì nó lỗ cũng hơi nhiều đấy anh em ạ. Hồi nãy có cái đồ ép hay gì đâu đây ta. Ủa, sớm mình nhớ mình có mấy cái món kia mà. À đây đây đây. Ok, chơi đồ DK luôn anh em ạ. Hên xui, ai biết nó ra méo gì. Nói chung mấy cái trò này khá là mạo hiểm. Ghép luôn anh em. Than 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 than. Á đù. Hay hay. Ha. 4 tháng trời mới được cộng lông mà cuối cùng ghép tức quốc luôn. Trời ơi, hài thiệt. Đúng là hên xui thiệt. Con mẹ nó. Ok, thôi được rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đó là một cái video về mà tăng bậc chiến và ghép cái win của mình. À, 4 tháng trời mới được một cái cộng lông, thế nào mà nó lại lại cho chúng ta đi một cái con đường của nó là quá quá hụt hẫng anh em ạ. Đúng là của cho mà. Mẹ nè. Ok, thôi được rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo của mình. Xin chào.